Bài này Đức Thầy viết tại làng Hòa Hảo, ngày 1 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, chép theo bản chánh do ông Nguyễn Chí Diệp diễn. Mùng một năm nay võ Thiệt Thình hẹn cùng non nước dần đinh ninh, cố chí tấm lòng gìn đạo đức, mặc tình bá tâm chẳng thèm tin. Nam Hải Quan Âm lấy tình bình cầm nhanh liệu gãy ta tin, quyết lòng độ tận trong sanh chung, ai ghét ai cũng mặc lòng ta gặp
cầm cành rối tơ vò, gan ruột vội vèo một bụng to. Cành chúa tôi vẫn hẹn hò, họ hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi. Niệm tưởng Phật trời thoáng